ăn chuối có tác dụng gì? 10 lợi ích to lớn trong loại trái cây giá rẻ. 1. Chuối chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu. Chuối chứa lượng chất xơ và một số chất chống oxy hóa vừa đủ. Theo thống kê, một quả chuối nặng khoảng 118g có những dưỡng chất sau: kali 9%, vitamin B6 33% RDI, vitamin C 11% RDI, magie 8% RDI, đồng 10% RDI, manga 14% RDI, carbs 24g, chất xơ 3,1g, protein 1,3g, chất béo 0,4g. Điểm đáng chú ý là chuối chỉ chứa khoảng 105 calo và hầu như chỉ bao gồm nước và carbohydrate. Dựa trên số liệu vừa nêu, có thể thấy lượng protein trong chuối rất ít và gần như không chứa chất béo. Chính những yếu tố này khiến loại quả này trở thành lựa chọn thân thiện với những người ăn kiêng. 2. Ăn chuối để kiểm soát lượng đường huyết. Ăn chuối có tác dụng gì? Một trong những tác dụng nổi bật của chuối là giúp kiểm soát đường huyết. Loại trái cây này rất giàu pectin, một loại chất xơ có hình dạng cấu trúc xốp. Chuối chưa chín chứa kháng tinh bột, hoạt động như chất xơ hòa tan và không được tiêu hóa. Cả pectin và tinh bột đề kháng có thể làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn. Đồng thời, ăn chuối giúp giảm cảm giác thèm ăn bằng cách làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Hơn nữa, chuối cũng xếp hạng thấp đến trung bình theo bảng chỉ số đường huyết Glycemic Index GI. Đây là thang đo từ 0-100 về tốc độ thức ăn làm tăng lượng đường trong máu. Giá trị GI của chuối chưa chín là khoảng 30, trong khi chuối chín xếp hạng khoảng 60. Giá trị trung bình của tất cả dạng chuối là khoảng 51. Điều này có nghĩa là chuối không gây ra sự gia tăng đột biến lớn về lượng đường trong máu ở những người khỏe mạnh. Một thông tin có lợi cho người tiểu đường là kháng tinh bột trong chuối xanh có khả năng cải thiện độ nhạy của insulin. Điều này rất có ý nghĩa với bệnh nhân tiểu đường type 2. Ngoài ra, thành phần vitamin B6 trong chuối đóng vai trò hình thành nên hemoglobin. Đây là một protein vận chuyển oxy và kiểm soát đường huyết hiệu quả. Người bị tiểu đường ăn chuối nhiều có tốt không? Nếu ăn chuối chín quá nhiều, người bệnh vẫn có nguy cơ tăng đường huyết đột ngột. Vì thế, bạn cần kiểm soát khẩu phần ăn trong ngày và thường xuyên theo dõi đường huyết. Tuy nhiên, tinh bột đề kháng trong chuối xanh có thể cải thiện độ nhạy của insulin. Điều này có lợi cho sức khỏe của bệnh nhân đái tháo đường. 3. Ăn chuối có tác dụng gì? Hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa. Quả chuối sở hữu lượng chất xơ dồi dào. Một quả chuối trung bình có khoảng 3 giờ chất xơ. Chuối chứa hai loại chất xơ chính bao gồm pectin có xu hướng giảm khi chuối chín. Kháng tinh bột hay tinh bột đề kháng được tìm thấy trong chuối chưa chín. Kháng tinh bột không được tiêu hóa khi đi qua ruột non và dừng lại ở ruột già. Đây là nơi chúng trở thành thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong ruột. Ngoài ra, một số nghiên cứu trong ống nghiệm cho biết rằng pectin khả năng ngăn ngừa ung thư ruột kết. Chuối còn có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản. Lý do vì khi được tiêu hóa, chuối kích thích bài tiết dịch nhầy, tái tạo niêm mạc giúp vết loét mau phục hồi. 4. Chuối có tác dụng gì? Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Kali là một khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của tim, đặc biệt là trong kiểm soát huyết áp. Mặc dù đây là dưỡng chất quan trọng nhưng rất ít người quan tâm đến việc bổ sung đủ kali trong chế độ ăn uống. Trong khi đó, chuối là nguồn kali dồi dào. Một quả chuối cỡ 118g có đến chứa 9% RDI kali. Chế độ ăn giàu kali giúp giảm huyết áp. Những người tiêu thụ nhiều kali có ít nguy cơ mắc bệnh tim hơn so với người ít tiêu thụ dưỡng chất này. Hơn nữa, chuối chứa một lượng vừa đủ magie, đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. 5. Tác dụng của chuối giúp giảm cân. Hiện nay chưa có nghiên cứu nào trực tiếp thử nghiệm tác dụng của chuối đối với việc giảm cân. Tuy nhiên, chuối sẽ tốt cho người muốn giảm cân. Chuối có ít calo. Một quả chuối trung bình chỉ có hơn 100 calo nhưng vẫn chứa đầy đủ dinh dưỡng để bạn cảm thấy no. Việc ăn nhiều chất xơ từ rau và trái cây như chuối liên tục có thể giúp giảm cân. Hơn nữa, chuối chưa chín có chứa nhiều kháng tinh bột. Vì vậy, chúng có xu hướng khiến bạn nhanh no và không thèm ăn. Điều này có thể góp phần giúp bạn giảm cân hiệu quả. 6. Công dụng của chuối giúp chống oxy hóa mạnh. Trái cây và rau quả là nguồn chứa nhiều chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống hàng ngày. Chuối cũng không ngoại lệ. Chuối có chứa một số loại chất chống oxy hóa mạnh, bao gồm dopamine và ketchin. Dopamine từ chuối hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh thay vì có khả năng thay đổi hormone hoặc tâm trạng như dopamine bình thường. Tác dụng thứ 7 của chuối là giúp chống thiếu máu.
Công dụng của chuối chính là ngăn ngừa thiếu máu nhờ hàm lượng sắt và vitamin B6 dồi dào. Trong chuối có chứa nhiều chất sắt, do đó, việc ăn chuối có thể kích thích sản xuất huyết sắc tố trong máu và giúp chống tình trạng thiếu máu. Thiếu máu là tình trạng suy giảm số lượng hồng cầu hoặc huyết sắc tố trong máu. Điều này dẫn đến các triệu chứng mệt mỏi, da xanh xao và khó thở. Hơn nữa, lượng vitamin B6 có trong chuối điều chỉnh lượng đường trong máu. Ăn chuối cũng có thể hỗ trợ những người bị thiếu máu. 8. Tăng độ nhạy insulin. Kháng insulin là một yếu tố nguy cơ chính của nhiều bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là bệnh tiểu đường type 2. Nguồn kháng tinh bột kháng cao chủ yếu ở chuối sống. Một số nghiên cứu cho thấy rằng 15-30g lượng kháng tinh bột mỗi ngày có thể cải thiện độ nhạy insulin lên tới 33-50% trong vòng 4 tuần. 9. Ăn chuối cải thiện chức năng thận. Kali rất cần thiết cho việc kiểm soát huyết áp và chức năng thận khỏe mạnh. Là một nguồn kali tốt trong chế độ ăn uống, chuối có thể mang lại nhiều lợi ích trong việc duy trì thận khỏe mạnh. 10. Theo đó, lượng cát trong chuối được hấp thu sẽ chuyển hóa thành năng lượng. Riêng kali được bổ sung giúp người tập thể dục phòng tránh tình trạng mất nước.